Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập các chủ đề 5, 6, 7 để chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên sắp tới. Các em hãy nhớ lại phần kiến thức của các chủ đề 5, 6, 7 và vận dụng các kiến thức đó, chúng ta sẽ tiến hành giải các bài tập. Đây là phần hệ thống hóa kiến thức của chủ đề 5. Chất tinh khiết hay còn gọi là chất nguyên chất được tạo nên từ một chất duy nhất, trong khi đó hỗn hợp tạo nên từ hai hay nhiều chất trộn lẫn. Hỗn hợp chia thành hai loại là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. Còn hỗn hợp không đồng nhất thì có thành phần không giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. Hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan còn gọi là dung dịch. Dung môi là chất dùng để hòa tan chất tan. Dung môi thường là chất lỏng. Còn chất tan là chất được hòa tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn thì sẽ tạo thành dung dịch chất tan rắn như nước đường, nước muối. Chất tan là chất lỏng thì sẽ tạo thành dung dịch chất tan lỏng như hỗn hợp nước rượu, hỗn hợp xăng dầu ăn. Hỗn hợp không đồng nhất có thể kể đến như là huyền phù và nhũ tương. Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng, tức là rắn trong lỏng. Còn nhũ tương là hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau, tức là nhũ tương là chất lỏng trong chất lỏng. Từ các đặc điểm của các hỗn hợp, ta sẽ có các cách tách chất như sau: cô cạn, lắng gạn lọc hoặc chiết. Nước muối là hỗn hợp chất rắn tan trong dung dịch lỏng nên ta sẽ dùng phương pháp cô cạn bằng cách làm bay hơi nước và ta tách riêng được muối ra khỏi nước. Hỗn hợp nước và cát. Đây là một hỗn hợp không đồng nhất của chất rắn không tan trong hỗn hợp lỏng. Nên ta sẽ dùng phương pháp lọc để tách cát ra khỏi hỗn hợp nước và cát. Hỗn hợp không đồng nhất giữa dầu ăn và nước thì dầu ăn không tan trong nước nên ta sẽ dùng phương pháp chiết để tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. Tiếp theo các em sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới chủ đề 5. Câu số 1. Cho một thìa dầu ăn vào nước lắc mạnh, hỗn hợp chuyển thành. Khi cho dầu ăn vào nước, thì dầu ăn và nước sẽ tạo thành hỗn hợp không đồng nhất do dầu ăn không tan trong nước, nên đây là nhũ tương. Đáp án A. Câu số 2. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết? Chất tinh khiết là chất tạo nên từ một chất duy nhất. Đáp án C. Khí oxygen là chất tinh khiết. Câu số 3. Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp, ta dựa vào. Chất tinh khiết và hỗn hợp để phân biệt được với nhau, ta sẽ dựa vào số chất tạo nên. Chất tinh khiết tạo nên từ một chất, còn hỗn hợp tạo nên khi có hai hay nhiều chất trộn lẫn. Đáp án D. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch? Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Trong đó hỗn hợp C là hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều, thì bột mì không tan trong nước. Đây là một hỗn hợp không đồng nhất, nên không được xem là dung dịch. Khi hòa tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước, phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này được gọi là... Đây là một hỗn hợp không đồng nhất, có chất rắn phân tán lơ lửng trong chất lỏng, nên ta gọi đây là huyền phù.
Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước? Thì cát là một chất tan rắn, không tan trong nước, nên phương pháp đơn giản nhất là dùng phương pháp lọc. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước? Dầu ăn không tan trong nước, đây là một hỗn hợp lỏng, nên ta sẽ dùng phương pháp chiết. Muốn hòa tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây. Thì để một chất rắn tan nhanh trong nước, ta sẽ dùng các phương pháp như là nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng hoặc khuấy dung dịch. Vậy đáp án D, bỏ thêm đá lạnh vào, sẽ không nên sử dụng là phương pháp làm cho chất rắn tan nhanh trong nước. Cho đường vào nước, đường tan trong nước tạo thành nước đường. Chất nào là dung môi, chất nào là dung dịch? Thì ở đây đáp án nước là dung môi, nước đường là dung dịch là đáp án đúng. Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất tan, còn dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Ở phía trước cô trò mình đã tìm hiểu về cấu tạo tế bào và bài thực hành quan sát tế bào. Hôm nay cô trò mình tìm hiểu bài ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học ở chủ đề 6. Tế bào, đơn vị cơ sở của sự sống. Chúng ta cùng ôn hệ thống kiến thức. Tế bào, khái niệm tế bào là gì? À, tế bào là đơn vị cấu trúc chức năng của mọi cơ thể sống. Kích thước hình dạng tế bào như thế nào? Tế bào có kích thước hình dạng rất là đa dạng. Cấu tạo chức năng, tế bào gồm có 3 thành phần chính là màng tế bào, chức tế bào, nhân hoặc phụ nhân. Màng tế bào làm nhiệm vụ là bảo vệ, kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào. Chức tế bào là nơi chứa các bào quan, diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Nhân hoặc phụ nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Phân loại tế bào, chúng ta có 2 loại tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. Trong tế bào nhân thật chia ra làm 2 là tế bào động vật và tế bào thực vật. Lớn lên và sinh sản của tế bào nó có ý nghĩa gì đối với sinh vật? Sự lớn lên và sinh sản của tế bào giúp cho sinh vật lớn lên. Sau khi hệ thống hóa kiến thức thì chúng ta chuyển sang phần bài tập. Cô có 3 tế bào và cô có những cái đặc điểm của tế bào. Các em hãy cho biết tế bào nào là tế bào động vật? À, dựa trên cái bảng trên thì chúng ta biết là tế bào động vật là tế bào nào các em? Đó là tế bào 2 thì sao? Vì nó có nhân và nó không có lục lạp. Còn tế bào nào là tế bào nhân thật? Các em xem giùm cô, tế bào nhân thật đó là tế bào? Tế bào nào có nhân nè? Tế bào 2 và tế bào 3. Bây giờ chúng ta có 3 tế bào ABC và số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Các em hãy chú thích hình cho cô. Các em quan sát kỹ hình và chú thích nha. Số 1 là gì các em? À, số 1 chính là màng tế bào. Số 2, tế bào chất. Số 3 là phùng nhân. Số 4 là nhân. Và số 5 lục lạp. Sau khi xác định được các bộ phận của tế bào rồi, bây giờ mình sẽ xác định tên tế bào ABC. Tế bào A có phùng nhân. Vậy tế bào A là tế bào gì đây? Đó là tế bào nhân sơ. Như vậy tế bào B và tế bào C sẽ là tế bào nhân thật. Nhân dựa vào đặc điểm nào chúng ta sẽ phân biệt tế bào động vật và thực vật? Tế bào B có lục lạp, vậy tế bào B sẽ là tế bào thực vật. Như còn tế bào C sẽ là tế bào động vật. Bài tập tiếp theo của mình
Người ta cho mình cái bảng bài tập cấu trúc tế bào, tên tế bào động vật và tế bào thực vật, chức năng. Nhiệm vụ của các em là xem nếu như tế bào động vật hay là thực vật mà có thì các em sẽ điền vào dấu cộng, không có các em điền vào dấu trừ. Và phần chức năng xem là nó có chức năng gì thì các em điền vô. Người ta đã làm sẵn cho mình cái phần ví dụ màng tế bào. Tế bào động vật có màng tế bào, tế bào thực vật cũng có luôn. Và chức năng của màng tế bào là bảo vệ, kiểm soát các chất đi vào đi ra khỏi tế bào. Các em làm phần còn lại cho cô. Chúng ta xem ở chất tế bào có ở tế bào động vật hay không. À có thì mình điền vào dấu cộng. Còn tế bào thực vật có chất tế bào không? Có, mình cũng điền vào dấu cộng. Chức năng của chất tế bào là gì đây? Chứa các bào quan, diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Nhân, tế bào động vật có hay không các em? Có. Tế bào thực vật có không nào? Cũng có. Và chức năng của nhân là gì? Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Lục lạp, lục lạp có ở tế bào động vật không các em? Có không nào? À, lục lạp không có ở tế bào động vật cho nên cô điền vào dấu trừ. Còn tế bào thực vật có không nào? Có lục lạp cho nên cô điền vào dấu cộng. Và chức năng của lục lạp là gì? Hấp thụ ánh sáng, thực hiện quá trình quang hợp. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ 6 của tế bào. Số tế bào con được tạo ra ở tế bào được tính theo bằng công thức gì các em nhớ không? Chúng ta có công thức là 2 lũy thừa N, với N là số lần phân bào. Như vậy, ở đây tế bào sinh sản 6 lần. Vậy, số tế bào con được tạo ra sẽ là 2 lũy thừa 6 bằng 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 bằng 64 tế bào con. Bài tập tiếp theo, các em hãy tính số lần phân bào của tế bào. Biết số tế bào con tạo ra là 64 tế bào con. Đây là cái bài toán ngược. Người ta cho sẵn số tế bào con tạo ra, yêu cầu các em tính số lần phân bào, có nghĩa là mình tính N đó các em. À, 64 tế bào con sẽ bằng 2 lũy thừa 6, đúng không? Vậy số lần phân bào của tế bào sẽ là 6 N bằng 6. Các em đã hiểu chưa nào? Câu số 10. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước của tế bào? Đáp án đúng ở đây là chúng ta sẽ chọn đáp án C. Các loại tế bào khác nhau thì thường có hình dạng và kích thước khác nhau. Câu số 11. Cây lớn lên nhờ. Đáp án đúng là đáp án A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Câu số 12. Ý nghĩa của sự sinh sản tế bào. Vậy sự sinh sản của tế bào là giúp cơ thể lớn lên và phát triển, làm tăng số lượng tế bào, giúp thay thế các tế bào già, tổn thương và các tế bào chết. Do đó, đáp án các em chọn là tất cả đáp án trên. Câu số 13. Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của cơ thể sống? Đáp án đúng ở đây. Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và một tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản. Câu số 14. Khi một tế bào lớn lên và sinh sản, sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành? Một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có 2 tế bào mới hình thành. Các em chọn đáp án D. Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào? Các vật sống sẽ có cấu tạo từ tế bào, do đó ta chọn đáp án C, cây bạch đàn. Tiếp theo, ta sẽ ôn tập chủ đề 7, từ tế bào đến cơ thể. Chúng ta cùng ôn hệ thống kiến thức. Tế bào, khái niệm tế bào là gì? À, tế bào là đơn vị cấu trúc chức năng của mọi cơ thể sống. Kích thước hình dạng tế bào như thế nào? Tế bào có kích thước hình dạng rất là đa dạng. Cấu tạo chức năng, tế bào gồm có 3 thành phần chính là màng tế bào, chức tế bào, nhân hoặc phùng nhân.
Mang tế bào làm nhiệm vụ là bảo vệ, kiểm soát các chất đi vào đi ra khỏi tế bào. Chất tế bào là nơi chứa các bào quang, diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Nhân hoặc phùng nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Phân loại tế bào, chúng ta có hai loại tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. Trong tế bào nhân thật chia ra làm hai là tế bào động vật và tế bào thực vật. Lớn lên và sinh sản của tế bào nó có ý nghĩa gì đối với sinh vật? Sự lớn lên và sinh sản của tế bào giúp cho sinh vật lớn lên. Từ kiến thức vừa rồi, ta trả lời câu số 16. Sinh vật nào dưới đây là cơ thể đơn bào? Cơ thể đơn bào là cơ thể cấu tạo từ một tế bào. Do đó, các em chọn đáp án trùng roi xanh là cơ thể đơn bào, vì trùng roi xanh được cấu tạo từ một tế bào. Các cấp độ nào dưới đây có ở mọi cơ thể sống? Cấp độ có ở mọi cơ thể sống đó chính là tế bào. Ở cơ thể đa bào, một nhóm các cơ quan phối hợp hoạt động cùng thực hiện một quá trình sống tạo nên cấp độ tổ chức nào dưới đây? Thì em lưu ý, các nhóm cơ quan mà phối hợp hoạt động thì ta gọi đó là hệ cơ quan. Đáp án D. Các bộ phận ở người như tim, gan, tai là ví dụ cho cấp tổ chức nào của cơ thể? Các bộ phận đó được gọi là cơ quan trong cơ thể. Đáp án C. Cấu tạo cây cà chua gồm các hệ cơ quan nào dưới đây? Cây cà chua là một thực vật nên sẽ gồm hệ chồi và hệ rễ. Đáp án B. Vậy để chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên tuần sau, thì các em về nhà ôn tập lại các kiến thức trong chủ đề 5, 6, 7 và từ các kiến thức đó vận dụng giải các câu bài tập như cô đã hướng dẫn.